sao mình lỡ lỡ gì hết từ nếu từ nhà đây chỉ mình điện vô không thôi lấy giấy lên đi lấy giấy lên nha bưng đi lấy cả đi khó khăn ừ các bạn sẽ là những người vận chuyển đấy. Chúng ta là người vận chuyển xi măng đạch đá mà đi tiêu rồi hai người tới nhà kiểu không thấy đồ đặt không có vật liệu mỗi người cầm hai viên gạch lên đây đừng lấn chân nha áo áo lên trong